Thưa quý vị, cuộc họp với Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển về tình hình hoạt động của quỹ vừa diễn ra với sự chủ trì của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến cuối tháng 4 năm 2024, doanh thu từ hoạt động cho vay của quỹ chỉ đạt 29,8% so với kế hoạch, doanh thu từ hoạt động cho vay ủy thác mới đạt 21,7% so với kế hoạch đề ra. Tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển đã báo cáo các nội dung liên quan lãi suất vay, tình hình triển khai xây dựng các quy chế hoạt động chuyên môn theo Nghị định số 147 năm 2020 của Chính phủ và các nội dung hoạt động khác. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Quản lý Quỹ phải nỗ lực giải ngân nguồn quỹ, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chậm nhất tháng 9 năm 2024 phải ban hành xong quy chế hoạt động quỹ.